Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Rồi, tình trường sao? Em thì có một mối tình. Có một mối thôi? Dạ. Quen bao lâu? Quen thì không 3 tháng rồi. Em cũng không có gì để kế hay là ấn tượng gì hết chị. Quen lâu chưa? Cái mối tình đó lâu chưa? Cũng lâu, cả năm rồi chị. Cả năm rồi? Dạ. Ủa vậy toàn hồi xưa mấy chục năm không quen ai hết trơn? Dạ. Lý do? Em cũng đang đi tìm lý do này chị. Em cũng đang đi tìm lý do này chị. Không ai thích em hay là có thích mà em không để ý? Rồi em có thích ai hay không? Cũng có thích nhưng mà mình con gái đâu chị, mình đâu có dám nói ra đâu chị. À, là cứ đơn phương để trong bụng thôi. Dạ. Còn cái mối tình 3 tháng đó chóng vánh quá vậy là lý do làm sao mà đến mà thấy không được cái chỗ nào mà gì mà ghen? Dạ tụi em quen qua Facebook. Rồi có gặp mặt trực tiếp bên ngoài không? Dạ có. Rồi lúc gặp ở ngoài nó không giống trong Facebook nữa hả? Hay sao? Dạ, thì thời gian xong rồi nói chuyện thấy không hợp thôi vậy. À, nói chuyện trên Facebook là thấy được, hẹn ra ngoài gặp chất quốc. Không, ý ở ngoài thì thời gian mình thấy nó cũng không có hợp ấy. Dạ. À, gặp ở ngoài được nhiều không? Em cũng không nhớ. Nói chung là không có gì ấn tượng với em hết. Dạ. Rồi có nụ hôn đầu đời chưa? Cười cười là có rồi, thôi khỏi hỏi đi. Còn em trai, tình trường mình dạ, sao? Em thì chỉ có một mối tình nhưng mà đơn phương đầu khoảng 7 năm. Từ thời đi học tới bây giờ. Một mối tình duy nhất? Dạ. Mà đơn phương 7 năm? À, lúc đó học cấp 2, đúng rồi, cấp 2. Sau đó là em không đi học nữa, nó bắt đầu vào Sài Gòn đi làm là vẫn còn quen. Sau này chắc... Ủa đơn phương mà sao gọi là cũng còn quen? Vậy là hai đứa vẫn nói chuyện với nhau. À. Nhưng mà trên cương vị nó mà cũng nhiều lần cũng tỏ tình nhưng mà không được. Có tỏ tình luôn? Dạ, nhưng vẫn bạn bè với nhau. Cô kia không chịu? Dạ. 7 năm đó cứ dồn hết vô cô đó là không còn để ý ai xung quanh dạ, hết. Từ... Bỏ biết bao nhiêu cơ hội đi qua. Từ lúc đó đến giờ là hết quen. Bắt đầu em lo đi làm việc này kia thôi chứ em cũng không lòng bông nữa. Vậy có nụ hôn đầu đời chưa? Dạ có một lần. Hôn ai? Với cô đó luôn. Ủa gì kỳ vậy? Sao mà cô không chấp nhận mà cô cho hôn? Thì một lần lúc đó mới quen đi học mà thời lớp 9 mà. Mà hôn là có xin phép hay đè hôn đại? Dạ đè hôn đại. Hèn chi người ta không yêu là phải rồi. Trời ơi. Vậy là em còn thua bên đây nữa. Bên đây dù sao người ta cũng có một cái mối tình. Dù là nó có 3 tháng nhưng mà ít ra là cũng cả hai người là quen nhau. Dạ. Còn em 7 năm mà chỉ có một mình nên em à. Không mà cũng hung được cái đỡ tức ha. Chứ 7 năm không làm được gì. Tức ghê. Mong muốn tìm một người vợ tương lai như thế nào? Thì em thì cũng đơn giản lắm. Em cũng không cần cầu kỳ lắm. Thì em chỉ cần một người vợ nói chung là biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Ừ. Và em nói chung là em cũng sinh ra trong gia đình. Nói chung là có ba mẹ cũng hơi... Nói chung là cũng hơi gia giáo. Biết lo cho gia đình được. Với lại biết kính trên, nói chung là phải đi đâu phải thưa này cái đấy. Mà em định sau này lấy vợ rồi thì mình sẽ an cư lạc nghiệp ở đâu? Dạ thì em thì bây giờ hiện giờ em đang làm cho công ty này thì nói chung là em sẽ làm trong này nhưng mà tầm khoảng 2-3 năm gì đó em cũng dự định của em sẽ về quê rồi em sẽ cũng mua xe rồi em cũng chạy ở ngoài vòng chạy du lịch ngoài như chạy Grab rồi đó. À, chạy là, ở ngoài kia. Về đâu quên rồi? Về, dạ, về Quảng Nam. Quảng Nam. Thì về Quảng Nam xong em có thể ra Đà Nẵng, từ Đà Nẵng về Quảng Nam trong vòng 40 cây gần mà. Đã về bình thường. À là muốn mai mốt về sau này là về quê để mà sống với gia đình. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế còn em muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Em thì tiêu chí của em thì chỉ cần hiền lành, biết lo cho gia đình. Ừ. À, có chí cầu tiến. Ừ. Dạ. Đơn giản thôi. Về ngoại hình? Ngoại hình thì nếu mà cao được 1m7 thì càng tốt. Ừ. Dạ. Được á, này cao 1m7. Dạ 68. Dạ 68. 68 gần được rồi. Dạ. Có ngại đi làm dâu không? Em chưa nghĩ tới nữa. Chưa nghĩ tới. Có chồng rồi ở đâu? Thì em thích ở riêng hơn. À thì đó là có nghĩ chứ sao nó không nghĩ được. Mình thư giãn đi, mình chơi game show cho nó vui. Mỗi người một lá bài. Đọc lên. Bạn nam hãy cõng bạn nữ đi một vòng. Vừa đi vừa hát một khúc. Trời, cô vừa đi vừa hát nữa hả? Nè hát là em chịu rồi. Cho bốc lá khác làm gì. Không, cõng thì được. Cõng đi, qua cõng đi, còn hát cái chuyện nó tính sao? Qua đi. Anh phép. Rồi mời em. Thử sức mạnh đi coi có sức không. Thiệt hả chị? Thiệt chứ. Chị giỡn với em hả em? Ôi váy dài mà lo gì. Được. Dạ cõng được, cõng được. Dạ cõng được. Cõng được, cõng được thì cõng đi. Có một vòng vậy Hiều à. Có sự va chạm xíu đi cho nó. Lấy đi cái bình thường đi. Đó. Rồi. Ôm hai cái đúng rồi. Ôm mông người ta chứ mà người ta tuột. Ôm vô hai cái đùi người ta chứ. Ôm vậy đau tay người ta lắm. Thôi. Thích lên. Rồi đi đi. Đó đúng rồi. Trời ơi có cái mông có gì đâu mà không ôm. Đó đúng rồi, trời khỏe ha, khỏe ha. Đừng có để người ta tuột xuống nha. Rồi vô ghế đàng hoàng. Đó ông này đi có vẻ chắc chắn khỏe mạnh nè. Sao em có cảm xúc gì không? Dạ có cảm xúc gì không? Dạ, cõng lưng thấy nặng nặng xíu rồi đó chứ. Rồi bên đây được, sao cõng đỡ được mà hơi rung à? Hơi rung hả? Nhưng mà khỏe phải không?
Đi cái rác ngon lành phải không? Dạ. Rồi ok thôi cũng được. Rồi mời em gái. Rồi đọc lớn lên cho chị Tường. Bạn gái có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do vì sao? Rồi mời em trả lời. Dạ theo em nghĩ thì là không ạ. Lý do? Tại vì em nghĩ là em không hiểu, không thích điều đó ạ. Không thích điều đó. Dạ. Em quan niệm như thế nào về việc sống thử? Dạ đối với em thì việc đó không được. Tại sao không được? Dạ chẳng thà sống thì sống thiệt với nhau nó dễ, còn sống thử với nhau đôi lúc đi rụt rè về phải là nó khó chịu lắm. Làm sao em hiểu sống thử là gì không? Thì là hai đứa sống thử với nhau đó. Ừ. Dạ đúng rồi, nhưng mà em là không thích điều đó. Xạo. Nó con gái nó không thích thì người ta sợ thiệt thòi, người ta sợ này kia. Không, con trai mà cho con gái chơi chung mèo thấy mỡ mà không chịu. Không, cái con niệm em không phải vậy. Không chịu. Dạ, con niệm em không thích vậy. Không thích. Dạ. Rồi giả tỷ bây giờ em lấy rồi em không sống thử, rồi bây giờ em sống thiệt, em lấy về sống với nhau không hợp thì em có sẵn sàng ly dị không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Rồi vậy là phải sống với nhau khổ sở cả đời. Dạ, đâu sao khổ sở được? Ví dụ nếu như cái gì vậy nó không hợp. Không hợp cái gì thì mình phải cố gắng thật là cho cái đó hợp. Rồi tới em. Cũng câu hỏi đó, nếu sống với nhau một thời gian rồi mà không hạnh phúc thì em có từ bỏ không? Thì em sẽ coi việc đó như thế nào và sẽ ngồi lại nói chuyện. Em chưa có đặt mình vô trường hợp đó nhưng mà... Vậy đặt thử đi, ví dụ tưởng tượng thử đi. Lấy người chồng, tại vì mình không có sống thử, mình không biết người đó làm sao hết. Về sống thiệt trớt quớt, không có cái gì hợp hết. Tư duy không hợp, thậm chí ngủ với nhau cũng không hợp. Đó là chuyện rất quan trọng, thí dụ vậy đi rồi làm sao? Khó à. Cái chuyện hơi dạ, khó thì khó à. Khó dạ. Mà. Tự nhiên chị Tường hỏi chi hai bạn chưa yêu lần nào hỏi câu hỏi khó thiệt. Nhưng mà đó cũng là đặt ra để cho các bạn tự suy nghĩ. Đặt ra chị hỏi chỉ để cho các bạn nói chuyện với nhau, để mình hiểu quan điểm và tư duy của nhau nhiều hơn thôi. Yeah. Rồi, nhìn nhau 30 giây. Mỗi người phát biểu một câu thôi trước khi kết thúc chương trình. Cảm nhận của em ngày hôm nay như thế nào? Hiện tại thì nó vẫn nói chung sâu xíu là cũng vẫn chưa sâu xíu lắm. Ừ. Thì mà thôi, hai mình cứ tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu với nhau. Ừ. Nếu như hợp tính với nhau, hợp ấy thì mình có thể về tiến tới cũng được. Ừ. Rồi cảm xúc của em thì như thế nào? Dạ hiện tại thì em cũng còn hơi run ạ. Ừ. Thì hôm nay lên đây thì cũng rất là vui và may mắn vì được gặp anh. Dạ. Em cũng hy vọng là mình có cơ hội nào đó để tìm hiểu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường nha. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em không bấm? Em thấy anh nói là nhất định là sau này thì anh sẽ về Quảng Nam. Mà thật sự là khi mà về Quảng Nam sống thì giống như là em ở Bình Định rồi, em ở Hồ Chí Minh em ở một thời gian rồi. Bây giờ đối với một môi trường nữa thì em sợ là mình không làm được á. Khoảng 2-3 năm gì đó em cũng dự định của em sẽ về quê. Rồi em sẽ cũng mua xe rồi em cũng chạy ở ngoài vòng chạy du lịch ngoài. Như chạy rap rồi đó. Nghĩa là thí dụ em lại thích thí dụ một là thành phố Hồ Chí Minh, hai là với Bình Định luôn phải không? Cũng có thể vậy. Yeah. Không sao cả, đó là mình cảm xúc thật chị nói rồi mà. Mình phải nghe cái trong lòng mình nghĩ gì, muốn gì, đừng nghe tác động bên ngoài. Rồi, điều rất là trân trọng hai em, mời hai em đứng lên.